Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đức, đại tiệc tấn công. Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đức, sau khởi đầu tưng bừng, Hà Lan và Đức hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc bóng đá tấn công ở Nations League. Amsterdam trở thành tâm điểm UEFA Nations League đêm nay khi đội tuyển Đức làm khách của chủ nhà Hà Lan, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng 3. Cả hai đội bước vào cuộc chiến sau màn khởi đầu Nations League tưng bừng, với thế trận tấn công áp đảo trước các đối thủ. Trong khi Đức đánh bại Hungary 5-0 thì Hà Lan cũng ghi được chừng đó bàn thắng vào lưới Bosnia Herzegovina ngày 5 tháng 2. Cùng với trận đấu rực rỡ hậu Euro 2024, sự kình địch mang tính lịch sử giữa hai đội tuyển giàu bản sắc của bóng đá châu Âu càng góp phần tạo thêm gia vị cho sự kiện tại Johan Cruyff Arena. Hà Lan của Ronald Koeman tấn công đầy cống hiến. Trong trận đấu gần nhất, những cầu thủ trẻ như Jaeger, Gakpo, Xavi Simon thi đấu xuất sắc. Bên cạnh đó, tiền vệ Reijnder nổi lên như vị thủ lĩnh đích thực của Orang ở thời điểm Frenkie de Jong chưa hẹn ngày trở lại. Sau Euro 2024, Koeman tiếp tục xây dựng Simon thành nhân tố chủ lực của lối chơi tấn công. Ông cũng đặt niềm tin vào Jaeger khi tiền đạo của Manchester United có khả năng lùi sâu để làm bóng. Trong khi đó, Đức vẫn dựa trên đôi cánh trẻ trung Florian Wright và Jamal Musiala, những cầu thủ nổi bật tại Euro 2024 vừa qua. Cả hai cùng ghi bàn trong trận thắng Hungary. Bên cạnh đó, Musiala ấn tượng với 3 kiến tạo, Wright có một đường chuyền thành bàn. Sau cuộc chia tay của các cựu binh Neuer, Kroos, Gundogan và Müller, Julian Nagelsmann chuyển đổi lối đá của Đức dựa trên sự năng động của Wiesa. Trong buổi tập cuối cùng trước khi sang Hà Lan, Phương Cớp có một chút vấn đề. Vì thế, Kai Havertz nhiều khả năng được Nagelsmann đẩy lên đá số 9 ảo. Sân Johan Cruyff Arena đang sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với những ngôi sao trẻ xuất sắc mà hai đội sở hữu. Dự đoán 2-2.